cho cháu cho các anh quay ở đồ gỗ Thành Luân thì kính chào khách, và lúc này đang là buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm 2016. Tôi đang rất vinh dự được đón tiếp hai anh đến từ xã Bình Dương của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở trên mình thì đang thấy đây là anh Thọ, anh đến từ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc, anh đăng ký tên lên bộ bàn ghế và hộp gỗ hương vân đỏ của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Anh hơi bóp nhẹ nhẹ anh một tí. Ví bên cạnh anh được có dễ anh nhỉ. Quý vị đang thấy đây là anh Thọ, anh đến từ xã Bình Dương, tỉnh Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ bàn ghế ô áo hộp mà hương vân đỏ của Nam Phi này là rất đẹp. Vân rất đều và đỏ. Một chiếc bàn. Đơn và bộ này gồm có 6 thứ, đó là một ghế dài cộng với 2 ghế đơn và một bàn. Và hai đôn, một đôn đầu bàn và đôn thấp. Cũng là hôm nay cũng là ngày gần như là ngày cuối tháng của tháng 11 rồi. Trà rất đẹp. Trà của đồ gỗ Thành Luân rồi. Trên hình như thế anh Thọ. Anh ở gần Thổ Tang ở Vĩnh Phúc. Video quý vị đang xem chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Anh ký luôn. Đây anh Nhân, em ký luôn. Và đây là hai anh đến từ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Vĩnh Tường em giao rất nhiều trên đấy. Hòa Loan. Bàn ghế này là vân chất đỏ rất đẹp. Vân rất đẹp, và khi đây là chúng tôi vẫn đang để mộc, và sau khi để mộc xong chúng tôi sẽ hoàn thiện ống dây giáp và ống vách ly trần theo yêu cầu của hai anh. Đây, chiếc ghế dài. Nặng lắm ạ. Tôi vẫn đang cần cù với công việc, cuối năm này đang rất bận rộn. Đây là mặt hậu của bộ ghế rất đẹp, rất đặc sắc. Thế ok rồi anh. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn hai anh đã về ủng hộ đồ gỗ Thành Luân rồi. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.